Xin chào tất cả các bạn. Mình được biết đến cái mô hình nuôi ốc bươu đen trong bể độc bạc qua một người bạn và có tìm hiểu trên một số trang mạng xã hội. Đầu tiên mình nói về cái mô hình nuôi ốc bươu đen trong bể độc bạc này thì nó tương đối đơn giản, tiết kiệm được chi phí, nhưng mà nói thì dễ nhưng làm cũng không phải dễ đâu các bạn. Ngoài cái việc mà tạo cái môi trường gần giống như tự nhiên như thế này thì điều lưu ý rất là quan trọng nữa, đó chính là cái con giống và cách thải giống như thế nào là đúng. Thì mình đang gặp một cái trường hợp là mình đã tham khảo qua một người bạn và cũng tìm hiểu trên mạng xã hội, nhưng mà lại xảy ra tình trạng là ốc thả được 1 đến 2 ngày thì chết dần nha các bạn. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái nguồn nước. Cái nguồn nước thì nó cũng rất là quan trọng, nó quyết định gần như thành công hay thất bại luôn các bạn. Đây là hiện tượng ốc bị chết như các bạn á, ốc nó nổi lên các bạn thấy đó. Đây là con ốc giống mình bắt từ tự nhiên, mình thả mình nuôi, cho nên là nó sẽ có hiện tượng là bị lạ môi trường sống. Và tại vì nó trước kia thì nó sống ở dưới ao, bây giờ mình bắt lên mình nuôi trong cái hồ này thì nếu mình không kỹ thì sẽ bị thả xuống, nó sẽ bị chết sau 1-2 ngày như vậy. Mặc dù mình cũng rất là kỹ, mình tạo cái môi trường sống gần giống với tự nhiên để cho ốc nó có thể thích nghi, nhưng mà do mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên mình khi mình thả con giống đó, mình thả hơi sớm nên là xảy ra tình trạng chết hàng loạt. Đây là hiện tượng con ốc bị chết nha các bạn, nó bị chìm xuống tới đáy luôn rồi. Qua đây nếu các bạn có vô tình xem được video này thì xin hãy để lại bình luận để cho mình xin một ít kinh nghiệm trong cái việc mà mình thả con giống như thế nào là đúng cách, để cho mình hạn chế lại cái khả năng hao hụt con giống của mình các bạn. Tại vì mình thì ở dưới quê mình không có nhiều vốn để mình mua con ốc giống, nên mình chỉ bắt ốc ở ngoài tự nhiên để mình nuôi, để một thời gian sau nó sẽ đẻ để mình làm giống luôn. Nhưng mà giờ gặp cái tình trạng này mình cảm thấy cũng hơi gói, tại vì mình làm cũng đúng theo như cách là ốc giống mình bắt tự nhiên về, mình sẽ lấy nước trong hồ này nè, mình xịt cho ốc nó quen dần, ngày 1 đến 2 ngày sau mình mới thả xuống cái dèo này. Thì cái dèo này mình thiết kế cao hơn một chút để cho nó vừa đủ cái bạc nước thôi, để cho ốc từ từ nó quen rồi nó mạnh là tự nó bò ra. Nhưng mà mình làm như vậy thì nó cũng chưa đạt được cái kỳ vọng. Và đây là hiện tượng ốc chết rồi các bạn. Đây con ốc này đã chết rồi nè, nó chết là nó nổi luôn rồi nè. Giờ mình sẽ bắt lên. Mình sẽ bắt con ốc chết này cho các bạn xem. Mình không hiểu tại vì sao nó chết luôn. Đây. Đây là nó về nó đã chết rồi. Nhưng mà khi mà mình thả vô cái dè này nó rất là mạnh, tự nó bò ra, nhưng mà không biết hiểu tại sao nó lại chết. Chắc mình nghĩ là tại cái môi trường nước lạ. Tại vì trước đó là nó nằm ở dưới mương. Rồi khi mình bắt lên á, mình cũng làm đủ mọi cách để cho nó quen, cuối cùng nó vẫn bị chết. Thì nếu như mình lần nữa, nếu như các bạn nào có xem được video này thì hãy cho mình có bình luận về những cái nguyên nhân cũng như là những cái cách khắc phục nha các bạn. Mình hy vọng có một cao nhân nào đó xem được video này và để lại bình luận chia sẻ cho mình một số kinh nghiệm. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này.